Kìa, tôm, trời ơi tôm bự kìa. Ui, có tôm rồi. Trời, con tôm bự. Ê, hai con tôm luôn, hai con tôm luôn. Người ta, mẹ nói ăn được. Mẹ ơi, mẹ đi cái gì vậy mẹ? Mẹ đi cái gì? Hồi đây chính phủ người ta không cho giết mấy con chim này, nó không cho giết cò chim này kia đó. Bởi vì nó tự nhiên cả nha. Chào cả nhà, trở lại với kênh Unisa đi em. Hello, xin chào Unisa. Mọi người Unisa xem. Hello, xin chào buổi sáng. Mọi người đã xem video của Unisa đó hả? Sáng nay chúng ta ở đây. Ở tỉnh Bắc Thao Luông. Bắc Thao Luông đúng không em? Đúng rồi. Tỉnh Bắc Thao Luông. Người ở đây người ta chuyên về làm ruộng nha cả nhà, làm ruộng trồng lúa và nuôi trâu. Ở đây nổi tiếng là nuôi trâu. Là hôm nay là Di và cùng gia đình đi thăm bạn của mẹ ở tỉnh Bắc Thao Luông nha cả nhà. Và sau đó là Di sẽ đi quay cho cả nhà xem những cái trải nghiệm ở tỉnh này, rất là nhiều thứ. Sawadee khap. Gì? Ui gà. Gà có trứng không á nhỉ? Đá. Sao đi khắp con dài. Chú cái này là anh đi về cũng không làm. Anh của chị, anh em yêu của anh của chị. Ê, của cô em giải thích hồi anh nhức đầu á. Thế đó anh cái này á, anh bạn trai, anh con trai á, là anh của cô. Anh của bạn mẹ. Anh của bạn mẹ. Ừ. Là anh của ơi bà là bà ngoại. Bà ngoại cái này là em yêu của bà ngoại là em yêu của ông ngoại này. Đúng rồi. Là ông ngoại cái này là anh của không. Nói như thế đó. Nức đầu á. Vậy đó, thường thường là hợp nói tương nguyệt nức đầu rồi. Hợp với nói tương nguyệt với gia đình nức đầu luôn các bạn. Cái cảnh miền quê ở tỉnh Bắc Thao Luông này đẹp quá cả nhà ơi. Hiện tại là Di chế đi quay chào hỏi xóm làng ở tỉnh Bắc Thao Luông thôi. Sawadee khap, Sawadee khap kun jai. Sawadee khap kun bo. Y me kìa em. Me tắm. Me. Me. Cái này thì ngon. Xong qua người ta là lấy lá. Bé cái này ăn rồi. Bé. Ừ, bé lá me ăn rồi thì cái này. Ồ, ở đây có vườn chanh cả nhà. Nhìn đẹp quá hả? Chanh. Ừ. Chanh nhiều. Bự đó anh yêu. Ní chưa bé chưa được nó ăn nhiều. Bé chưa được. Bây giờ bé chưa được nó ăn nhiều. Là bự rồi. Còn cứng mà. À. Ở đây là đậu gì ta? Đậu que đậu đũa trời. Long đi nè. Đậu que. Này là que. Que. Này là que. Ở đây người ta trồng thoải mái luôn, trồng ớt kìa.
Ủa, ớt này, ớt này hổm nè, ớt này hổm. Ở Việt Nam mình có nè, ăn thơm. Có nhiều, nhiều ớt. Cà. Ớt cái này đỏ. Cây cà. Đúng rồi. Cái này như lam bể sữa. Lau quế. Ôi trồng cái vườn trồng đã ha. Đúng rồi. Ớt kìa, cây ớt nhìn nhức đầu luôn kìa. Ớt. Ớt nó giá. Ớt nó giá mọi người. Cái này là ớt ở Thái Lan. Chưa có chín đâu, chứ chừng nào có da nó bóng bóng á. Cái này có mềm ít ít rồi đó. Chừng nào em thấy cái da của nó bóng bóng á là da nó mỏng á là nó mềm là chứ ok. Ướt đẹp quá nhiều. Cô cho cô hả? Đúng rồi. Thường thường cô bạn của mẹ là không mua thành phần cái gì á nhiều. Đi dạo có một vòng xóm là đầy đủ thành phần này. Đúng rồi, có thành phần ở đây. Cũng vui ha, tại vì người ta là xóm làng đó nha, người ta đi tình làng với xóm. Đi vòng cái là có trứng gà, đi vòng là có rau củ. Có nhiều chăm sóc. Dì thích cái kiểu này gây á, thích cái kiểu như là cây cối xung quanh là nhà cửa rồi. Kiểu nó ra gần gũi với cả nhà, có em thuộc. Không có xô bồ, không có tấp nập. Uống cà phê đâu em? Nước sái. Nước phỏ, nước sái. Uống rương. Tại phần bàn cao bàn cao bồ. Nè, ở đây ta cà phê. Trà với cà phê á, buổi sáng đang ăn trà, uống trà với cà phê á. Gió. Ôi lạnh ghê. Ây à. Heo nướng ăn với cơm nếp. Tiếp theo là Di và gia đình sẽ cùng Kunta đi khám phá ở Bắc Thái Luân nha cả nhà. Gia đình của bạn mẹ thì có 3 người thôi nha cả nhà. Có ông, có bà với có cô. Thì cô thì hiện tại đang ở Surathani gần cái bên nhà của mẹ luôn á. Và thứ bảy hàng tuần là sẽ đều về Bắc Thái Luân để thăm gia đình. Ở nhà đình chỉ có 3 người thôi à. Rồi, ba mẹ con đã sẵn sàng đi khám phá tỉnh Bắc Thái Luân nha cả nhà. Em có nón nè em. Mày nói khác con trai. Lên đường khám phá Bắc Thái Luân nha cả nhà. Mẹ nói đi, khám phá Bắc Thái Luân. Hả? Khám phá Bắc Thái Luân. 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 Bye con. Dạ. Bye bye bye. Hiện tại là một xe là 5 người nha cả nhà. Giỏi quá, chở xe. Xe tống 5 luôn. Ở đây nhà cũng nhiều quá nha. Bà đếp chiếu đi nào đi. Ôi rồi đi vào ruộng cả nhà ơi.
quá đẹp. Đúng rồi, ba tháng đó các bạn ơi, bạn yêu của mẹ là cho đi ở đây lặp lại cho các lúa. Đúng rồi, xài bùi con như hiện đấy cho lúa ăn cơm. Người ta đang bón phân cho lúa cả nhà. Đẹp ha. Đẹp đẹp. Lúa cái này chưa thấy họp anh yêu. Thì đó ở Bắc Tà Lung đó nha, khám phá Bắc Tà Lung là người ta sẽ trồng lúa rất là nhiều, giống như tỉnh Vĩnh Long mình vậy, mấy tỉnh miền Tây mình trồng lúa. Thì tỉnh Bắc Tà Lung là thành phố không có, thành phố rất là nhỏ nhưng mà người ta diện tích đất người ta trồng lúa rất là nhiều. Ở đây chỉ là một mảng nhỏ nha cả nhà, còn nhiều rất là nhiều, rất là xa. Chim ở đây là 100 sấm rau nữa hả các bạn, ăn lúa của ở đây là có tối 100 sấm rau. Nếu có các lúa là người ta thích nói là thích thấy nó chim đi ăn lúa nhiều. Ở đây người ta cũng không săn bắt chim nữa, tại vì mấy con chim này nữa. Ở đây chính phủ người ta không cho giết mấy con chim này, nó không cho giết cò chim này kia đó, tại vì nó tự nhiên cả nhà. Ai mà săn bắt chim ở đây là kiểu như sẽ bị bắt phạt tiền. Thì Di chỉ có thể quay được một góc nhỏ khu này cho cả nhà xem thôi, còn nữa còn rất là nhiều chỗ mà nó trồng lúa. Xa xa là mấy cây thốt nốt rồi cả nhà. Nhìn nó giống như miền Tây Việt Nam mình như thế nha. Ôi, ở đây trồng ớt quá trời luôn đó nha. Trồng ớt nè cả nhà. Bên đây trồng rau muống nha cả nhà. Rau muống quá trời luôn. Ơi giờ cả nhà ơi. Lâu phải nặng tạ nó không? Nó mới. Nó dằn. Dằn cái. Đúng mẹ, nó ngồi xuống ở đây, ngồi xuống. Trời đỡ chỗ nha cả nhà, tại vì nó dằn quá mẹ ơi, mong hết trơn rồi. Đừng gặp ba. Này này, chụp lúc buông. Yêu để em đang cắt. Cắt hoa. Có hoa sen hả? Ừ. Wow. Cầu khỉ, cầu khỉ gãy bà đó này. Không qua cô. Nên nghe chuẩn ba nít. Không qua cô đi đâu. Trang nhé, mong mai mà tài phụi trang nhé lên là đi kẹt chuẩn. Nhà lại mới nổ đồ bị tư toàn. Nít của cô nhá, bạn của mẹ. Nên cả mấy cô mới. Ừ, lại mới nổ các loại. Cái này của cô à? Nhưng chứ dạ, ở đây à, bán đắt không có tốn tiền. Cô hết
À, có nghe bán đất rẻ đúng không? Rồi đã không có hỏi cái gì. Nè cô muốn muốn làm thua nếu nè làm giống chúng ta nè, chở xe giống cái này cho người ta là dần view giống cái này. Nếu tương lai nó làm được. Các đi tin cá và đi kha. Sao qua đi kha? Đi về nay này. Cẩn thận nha em. Té cá lưỡi của mình đó. Đi. Lắc kịp đấy rồi hả? Kịp đấy. Nè lũ kêu à, kể anh để bị tin kịp đấy. Kể lùng đấy. Ham đi kêu, thốn con đâu ha. Nó là quả bị bà ta đơn kẹp theo nha, bị ông phải qua tới chỗ này rõ cuối rồi là bị lưu. Anh chú mẹ mì đeo, chú mẹ xuân. Té nha em, té nha em. Em té của đó không ai cứu rồi đó. Ui có cá nhiều quá vậy? Mẹ cẩn thận mẹ. Té mẹ té con luôn mẹ. Té mẹ là té con luôn. Cô Duy. Ấn đụng. Hoa sen. Đẹp nha. À, này rồi các anh. Hoa sen. Âu. Nên. À, này rồi các anh. Hoa sen. À. Mẹ hỏi ai sủi, ai đẹp. Gì vậy em? Đi lại nữa hả? Ôi, có chân. Anh sợ em thôi chứ anh bình thường. Chết rồi rồi xong. Anh đang nhìn ông bẻ ngó sen á, anh quay qua anh thấy mẹ lộn dưới rồi. Không sao mẹ đi về tắm mẹ ơi. Đi ẩm nắm. Mẹ đừng làm thêm cho hay nha. Mẹ lu lẹ thôi mày. Lòng khao nha mình lên. Dép dép té lý do à có dép cái này. À. Tại dép không? Dép mày à. Không có đau không có chi. Ủa, mấy bạn bạn mình ไม่มี mùi lạc ha เลย mấy cô. อีก ăn nữa ở đây nè. Lục hoa. Ủa จับ ประกุ่น นึง เห็น แม่ หนู ไป วันนั้น หนู ไป ตาว เข้า ไป ตัด เมา ทุ เรียน ทั้ง สวน เห็น ต้น ลูก หว้า นี่ เลย อ๋อ อัน นี้ เลย คุณ แม่ ถึง เป็น แบบ นี้ เนี่ย 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 10 บาท หัว ใส่ หลับ คุณ แม่ แต๊ะ แม่ บ้าน ประนิด มัน ไม่ มี มูล ค่า ไม่ ใคร สน ใจ เลย โก น้อย ล่ะ แห่ง เทิง ล่ะ นิ้ว người ta là các cái này là đi bán ở chợ ở của em nè à, là cái này tốn tiền lắm. Tại nếu đi ở đây mọi người nhìn không là không có tiền cho cái gì. Có ăn được rồi. Bởi bạn chứ mình rốt mà. Ba ăn ở xe yêu. Bị béo nó bị thịt béo ai Kín lời kín lời. Mọi bạn đi cho kịp phải nôn kín gần bố. Bạn đi cho kịp thì nàng kín bắt rồi. Ngọt ngọt ngọt. Này mình phiền này. Ở cô cứ ở đó bố mở cái này. Bố này thường thường nếu mua mua đi về nói ai để coi vô. Xin cái này là cho nói với Phật là một bom là 10 bạc ở đây lỗ. Nói tướng Phật mỗi ngày có không tốn tiền. Rồi đi thôi, đi hành trình kế tiếp em ơi. Hành trình này mẹ bị ướt quần rồi.
ไอ้เจ้าแน่นี่ไงระวังคุณยุ้ยคุณยุ้ยหลุนนังตุ๊บแล้วแหละดูดูดูดูดูดูฮู้อายาจ่อโอ้ยเราขี่วิบากกันไหมแบบนี้รถATV อ่ะATV อ่ะเส้นทางอ่ะเห็นไหมโอ้ยแกงก็เหงาเลยมาในวันเช้าเที่ยวดูไปทางไหนเที่ยวนี่บัวมาไหว้เดี๋ยวนี่ขึ้นบันไดดีกว่าđau quá. Ủa cây gì vậy ta? Mẹ nói ăn được. Mẹ ơi mẹ đi cái gì vậy mẹ? Mẹ đi cái gì? Chết rồi. Mình nâng tay đi con này. Mẹ đi kiểu gì? Không kiểu tay đi con nghe. Khói yืด. Ok. Phan. Ê ê ông chim mẹ 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 ông chim ông chim ông chim ông chim. Ông chim ông chim. Ông chim à? Ủa. Ở nhà ông chim ở nhà. Ô chim mà xong thấy họ thấy chim. Kìa. Chỗ chim kìa. Có vài cái cánh của chim á. Cái gì đây không phải vài cái cánh. Lông chim em, lông chim. Đúng rồi, có lông chim. Mấy đẹp mấy nè, làm à. Làm em nên đẹp mấy. Đẹp, em đẹp rồi, anh đau quá trời nè. Ôi ngồi xong cái chuyến xe bão táp đi một vòng khám phá mà chở người đi ở đây cho câu cá rồi ráp vô rồi 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi cái gì đấy nữa 11, 12, 13 ráp à Yo. Em ráp à? Ngày mai là hẹn gặp lại, ngày mai là hẹn gặp lại, hôm nay là gặp lại rồi, hôm nay, ngày mai là hẹn gặp lại, ngày mai là hẹn gặp lại, hôm nay chán rồi. Ráp cái gì quá? Ui. Giờ gia đình sẽ, mọi người sẽ đi theo cái chú này để bắt cá nha cả nhà. Còn không? Rung. Đẹp quá, thấy cái chài đẹp quá. Rồi dính cây dưới rồi. Có kìa. Con. Cà rô. Ý cũng ý nhiều vậy. Ủa nhiều vậy? Cái này à, nói cá thăm minh. Cá thăm minh. Đúng rồi, ở đây nói cá thăm minh. Cái này là xà lạt thôi mà. ใช่. Cá rô. ปลาฉลาดไปเอาไปทําลูกชิ้นได้. Cái này gọi là cá thăm minh. Cá rô cả nhà ơi. Ôi nhiều quá hả? Cá thăm minh. Quăng con lưới mà đóng cá luôn. Anh ní cá thăm minh, anh ní cá bạc sĩ, pa mò chứ mấy hả? Ừ. Cá tráp. Mấy pa mò. Cá tráp. Hả? Này ở Việt Nam mình nói cá rô đó em. Cá rô có liếc là lại chán dẹp á. Yêu quăng con lưỡi, cái này chiên giò ăn ngon lắm em, ăn với nước mắm cây á. Ừ. Ừ. Cái gì? Đúng rồi. Cái này pa thăm minh, cá thăm minh. Cá thăm minh hả? Cá thăm minh. Nói cho người Việt Nam, nói từng cá ở đây cho người Việt Nam là dớ. Không chưa đi. Mì nịt tống ni quá hả? Mì tống ni ru. Mai tỉa chiếc nè. Con nam lớn chát nè. Đi chát. เมื่อเราปลาจำมุ่นปลาแล้วสิจำมุ่นปลาฉลาดโอ้แล้วไปจะเลี้ยงไปตุ้งปลาทำมุ่นไปแล้วนี่รอยปลาทำมุ่นทำไมบ่อนึกไงเออได้แล้วปลาทำมุ่นโอ้ของกาจังนั่นไงเชื่อไงยังไงฮะนี่ปล่อยซะแล้วบ่อลอยอ่ะโกบ่อลง
ล่อยปลาปลาดิบลอยปลาปลาดิบแตงบุญก้าเดมเยี่ยจีงังเนี่ยเยี่ยงก้มมาเหรอก็ยังแก้ตอดได้แต่ว่าก้าเนี่ยพวกนี้เดินบุกไปละอีกี่ก้าก้มไหมก็อันไหนก็ลื้อรุ่งมีหายใจแล้วมันปุ๊ดคนทอดหายใจอยู่แล้วเหงื่อตาร้อยเหงื่อตาบริดได้ไหมเดี๋ยวคนตาดินตายบุญแล้วอันนี้ปล่อยปลาไปหนึ่งตัวบ่ายเละอ๋อบึ้งหมอก้อนอ่ะโอ้ปลาอะไรนั่นน่ะปลากระบอกไม่ใช่ไงยี่ไงก็ยี่ใจปลาเป็นซูดอ่ะปลากระบอกปลาเป็นซูดไงอุ้ยก็ยี่ปลาเป็นซูดไงก้าซิงโก้ไงก็ยำก็เจ้าอยู่ตาอีก้าแม่ยินก้าแม่ยินไม่ก้าแม่ยินเอามาละก็แห่ตาก็แห่cá màu đợi em câu dính không mà anh đúng không đúng thấy bà thì tổ mẹ mấy chai không phải không dám dí ông tập đi chết tại dính ra muốn đóng lần cái này là cá rau muống đó các bạn dính là muốn thật bung cá tình cá rau muống không có cá mà có rau muống chiến này không có cá mà có rau muống này ได้แล้วนี่ไงมาแล้วแก้ทำบุญดีรอยทำบุญทำบุญโอ้ทำไมใจทำบุญทำบุญก็บูนึกแกมก็บูนึกแกนี่แก้ทำบุญแม่บีบคอจะตายอยู่แล้วยังจะให้มันหลุดอีกก็บับว่านี่เป็นฟังข้าวโพดอีกแล้วเขาชอบด่าหนูว่าถ้าหนูไม่ฉลาดหนูก็จะเป็นฟังข้าวโพดปลากองข้าวโพดมันไม่มีบุ๋มกองอุ้ยมันมีฟังข้าวโพดเปรียบเหมือนข้าวโพดที่ไม่มีเมล็ดตายพอดีกองกองđược rồi được mà dĩa cá chiên rồi đó dĩa cá chiên thập cẩm cũng được ไปตกในกระชังหนูยังไม่ได้เลยมันยังไม่กินอาหารหนูเลยcũng ở trong đây cũng được 7-8 con đó nha, cũng có con lớn có con nhỏ. Hồi nãy con cá nó quẩy cái bụp cái nha, có thể là cá bự lắm á. Trời ơi, bự kìa. Cá lóc cái. Ủa phải cá lóc làm gì? Cá cái gì vậy? Mẹ dậy mẹ ơi. Nó bự.Này cái gì? Babu. Wow. La chalat. Bo. Yêu ơi. Babu mấy? Babu. Cá lóc có cá lóc luôn, cá lóc luôn. Yêu ơi mình rong mà. Có cá lóc luôn. Cái này nè. Babu thò à nó nên. Yêu ơi mình rong mà. Nè Babu. Babu thò là gì? Thường thường là have story about this guy. Hay story anh yêu. Ờ.Bà chân đi ngay, bà chân đi thầm mày năm ngay cô Như. Lưới này có cá lóc luôn. Một cá lóc, một cá con cá gì gì không biết. Con mới thuốc liền. Cá lóc. Ờ, tao mà hạ Phát Thanh luôn nè. Rồi con mới thuốc liền. Cá lóc, cá thầm mình. Thầm mình. Cá thầm mình, cá lóc. Anh nghe tiếng tên cá anh quải quá em ơi. Níp. Ủa con cá này mắc lắm hả mẹ? Nì ngay, con này này, pa bù. Mẹ nói con cá pa bù mắc lắm cả nhà. Ừ, phê mắc luôn. Cô nói là thường là chột. Ở đây thớt ăn cái này của người ta, thớt ăn cái này nè, dầu của người ta ăn nhiều đúng không? Là trái cây vỏ à, tông bỏ cái này, cái giò bỏ cực của bè cái gì à? Dơi, phân dơi hả? Ừ, phân dơi nè, cho chột thúi, cho chột thúi hửi loài thúi không muốn ăn.Trái cây của cái này anh hiểu rồi, chăm sóc trái cây của cây cái này có nghĩa là cái cây này nó có mấy cái trái mấy cái đọt này kia nhưng mà bị chuột ăn cho nên là người ta bỏ cái phân dơi xung quanh cây này để cho chuột nó sợ nó không ăn, nghe mùi thúi nó không ăn. Phải của em nghe thúi không? Không thúi nó bình thường. Ôi đây một con đi แดงว่าหลุดที่แหงนี่อ่ะมันติดแหงอยู่ตรงนั้นน่ะก็ยังไม่ได้เดินมาฝั่งนี้นี่เยอะอ่ะชูน้อยเยอะอ่ะติดกาปลามาแล้ว
ติดกันแกต้มจอยต้มมือแกเฮ้ยก็ต้มเลยต้มมือไอ้หายคงต้มลงหายคงต้มลงmột đống tôm luôn một đống tôm luôn cả nhà ơi quá bự cái vậy mấy kia với nụ này nữa con nít này 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 Tâm ơn một đống luôn. Rồi tôm rồi, bỏ cá luôn. Quăng ta lưới cuối cùng á nhà, ta lưới cuối cùng á. Trời ơi. Một đống luôn. Quăng ta lưới cuối cùng một đống cá luôn. Kìa em cá nữa kìa em. Trời ơi, may mắn ghê luôn trời. Đúng rồi. Nè. Ồ, nghe cái con cá vì bốn quả. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Quăng cái tay lưới cuối cùng mà dính cái đống luôn. Ui, 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 ui đi đi. Đi cái này. Ồ, kiếm mấy đai bây giờ cô. Cô kiếm mấy đai, cô kiếm đai tại cung này. Em bây giờ gãy càng em, nó gãy càng em, nó gãy càng á. Còn cá kìa, cá nữa kìa. Hả? Và lẽ trộm gì đi anh em, gì đi. Tôi thôi mới dính đồ ăn thì nữa, tôi thọ tụng đi. Đóng luôn còn không? Ok cả nhà ơi, giờ xong rồi đi về thôi, đi về giờ mình coi được bao nhiêu. Giờ nắng quá trời rồi. Đi về cả nhà ơi. Đi về tha các bạn, có tôm nhiều quá hôm nay vui quá. Ôi. Trời ơi trời. Ở nhà rồi ha các bạn. Ôi. Về nhà rồi. Ây da. Ôi nặng. Dơ. Đây bây giờ là thu hoạch của hôm nay của tất cả mọi người nè cả nhà. Một đống. Này nó. Còn mấy con nhà mới lại tạo nữa. Man. Tao phải đi, tao hay đi ta. Ô rất đi cuống ăn. Dính men tôm, dính đường hàng tôm mượn cho bá luôn. Ai ủa tầm cam mà lút bên cái tay đi mà ủa ta cam mà lút nào ủa tư cam mà lút. Ừ, bọt leo từ anh nhằng trót đường mấy tàn ăn. Ta cam lút bên cái tay. Ủa chết rồi hả? Con này chết rồi. Nghe thì đi đéo lôi đi, thì đéo đi đó. Đóng rồi. Cá quả ơi mà chỗ con nít, lục chỗ con nít. Nè, พี่นิด tao ซื้อกิน nó cho ซื้อ tô ประมาณ นี้ อ่า ไม่ซื้อกำเขียวไปกินนี้ เพราะว่ากำเขียวไอ้นั้นหนักกำแข็งแล้วก็มีปลาบูด้วยนี่ปลาบูใหญ่มากเพื่อนปลาบูตัวใหญ่อย่างนี้นะมันสำลักเดี๋ยวบ่ายโยกินเสร็จแล้วทำเชฟบิ้งทำดอกอังนะคะเนี่ยแม่ใส่กำปลาเอาเออเดี๋ยวแกงส้มไม่น่าส้มหนาวอันยังรักบ้านเลยแกงส้มหม้อนึงเออแกงส้มเอาไปกินบ้านนะcái này mẹ tham canh sôm là mẹ tham làm curry nha cả nhà. Đây là cái cách mà người ta nấu xong nấu curry nha cả nhà. Ở đây có rất nhiều curry, thì curry cá nó có cách nấu riêng của curry cá. Curry gà nó có cách nấu riêng của curry gà. Curry này là không có nước cốt dừa nha cả nhà. Nó chỉ có là chua,
cay và một chút xíu ngọt. Mấy cái món cà ri ở Thái Lan á, mà nó có nước cốt dừa á, thì đa số những cái món đó sẽ có vị là béo của nước cốt dừa, ngọt và cay nha cả nhà. Còn mà mấy cái món mà không có nước cốt dừa thì cái vị nó thiên về là chua cay và một chút xíu ngọt. Nam đang ăn cơm em ơi. Cái này là cái món curry mà cá nè cả nhà, mà nấu kiểu khác. Còn có này là có nước cốt dừa, nó cay. Cái này là vị đó. Hôm qua về ăn bên kia bên Thái Lan ăn rất là cay luôn, cay mà khóc nước mắt luôn. Cái món này là mẹ nấu không có nước cốt dừa nha cả nhà, vị là chua cay và hơi ngọt, hơi mặn hơi ngọt. Đây là trứng kiến nha cả nhà, trứng kiến chiên hột gà. Còn đây là tôm dầm cung nhà làm. Là mấy con tôm này hồi sáng có đi chài lưới ra dính nè cả nhà. Cá mới chài lên đó cả nhà. Ông với bà thì đi ăn rồi cả nhà, cho nên đi làm rồi. Rồi, vậy mời cả nhà ăn cơm chung nha. Ở đây thì người ta hay ăn cà tươi nha cả nhà, cà pháo tươi nè. Với mấy cái trái nhỏ nhỏ nè. Trái nhỏ nhỏ này bên anh ăn nhiều mà. Nó được không? Nhiều biết ăn cái đó. Ăn sẽ nhiều, đi rồi ăn với cái này ngon. Ok. Đi ở Thái rồi không có ăn. Cái phải chứ. Ngon á. Ừ, rồi, cái phải chứ. Ngon á. Cũng ngon. Tại vì nó còn piêu, còn bị cướp, nó trộn hình piêu. Này là xì to nè cả nhà. Này ăn cho nó hơi hôi mà nó ngon lắm. Hơi thúi thúi mà ngon lắm. Ngọt ngọt. Trứng kiến còn đang nhiều quá. Cay ở nhiều. Như này dù bếp ban ban. Mấy không xương là các dạng lấy tưởng không ấy cái bánh tuyển kéo em được nhớ mùi xương đâu có má không có má ai thì tôi đi nó còn mẹ, sao thì tôi không để được.